10 điều Thượng Đế mong muốn. Trong kinh doanh có rất nhiều yếu tố để quyết định sự thành công. Một số yếu tố thuộc về con người như uy tín, thân thiện, trách nhiệm, tài tình, khéo léo, và một số yếu tố và sản phẩm, dịch vụ, chất lượng, mới lạ, độc đáo. Để khởi đầu cho việc kinh doanh, yếu tố cơ bản cần phải nắm được đó là trả lời câu hỏi, khách hàng muốn gì? Sau đây là một số chia sẻ của những chuyên gia về những điều khách hàng muốn. 1. Tôn trọng và bình đẳng, ai cũng muốn cảm thấy rằng mình hay giỏi. Khách hàng thích cái cảm giác là họ làm đúng, bạn nên chú trọng và nhấn mạnh điều này. Thường thì người ta không nhất thiết phải mong đợi một sự đối xử đặc biệt, nhưng họ luôn kỳ vọng được đối xử tử tế như những người khác. Trong bất cứ việc gì, không ai thích cái cảm giác như họ đang bị lợi dụng. 2. Muốn cảm thấy đứng đầu, khách hàng luôn muốn có cảm giác họ đang kiểm soát tình huống mà họ đang giải quyết của bạn. Họ cần phải cảm thấy rằng họ không bị thao túng và họ đang dần đạt được cái mà họ muốn. 3. Mọi người mong muốn bạn thể hiện sự quan tâm tới cuộc sống của họ. Công ty bạn không chỉ biết về công việc của khách hàng mà còn cần biết về gia đình họ, về những sở thích của họ cũng như về những trải nghiệm cuộc sống của họ. Sẽ rất quan trọng với việc biết thời điểm nào các khách hàng có được một thắng lợi hay một niềm vui trong công việc, hay ngày sinh của con cái hoặc những ngày kỷ niệm cột mốc quan trọng nào đó. 4. Mọi người mong muốn bạn luôn nhanh chóng, mọi người luôn mong muốn có được sản phẩm hay dịch vụ của họ ngay trong ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai hay 3 đến 4 ngày nữa. Trong một thế giới hối hả ngày nay, nếu công ty mất quá 24 giờ để trả lời một yêu cầu hay đề nghị từ khách hàng, rất có thể khách hàng đó sẽ tìm kiếm một ai khác để thay thế. 5. Mọi người mong muốn một sự thân thiện. Nguyên tắc đầu tiên của dịch vụ khách hàng là mỉm cười từ mắt tới tai khi gặp gỡ bất cứ người nào hay trả lời bất cứ cú điện thoại nào. Nếu nhân viên dịch vụ khách hàng không mỉm cười, điều này sẽ được truyền qua điện thoại và sẽ được nhận ra một cách nhanh chóng nhất. Vì thế, một nụ cười trong bất cứ hoàn cảnh nào là rất quan trọng, kể cả khi không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 6. Luôn giữ lời hứa. Các khách hàng không bao giờ quên được sai sót hay sự trì hoãn của một công ty đối với lời hứa sản phẩm, dịch vụ. Đừng bao giờ đưa ra một lời hứa mà không thể thực hiện được. Hãy để các khách hàng biết rằng công ty có thể thực hiện tốt hơn những gì mình cam kết, chẳng hạn giao sản phẩm sớm hơn những gì đã hứa. Khi đó, các khách hàng sẽ ngạc nhiên thú vị và nói với cả thế giới rằng công ty bạn thật nhanh chóng và tuyệt vời. 7. Mọi người mong muốn sự chuyên nghiệp nhất. Những nhân viên dịch vụ khách hàng có không ngừng tham gia vào các khóa đào tạo khác nhau. Họ có thường xuyên làm việc và học hỏi từ một chuyên gia. Nếu không, các khách hàng của công ty sẽ biết nó ở trong nhịp đập trái tim. Các khách hàng mong muốn biết rằng họ đang giao dịch với một người có năng lực thực thụ và rằng công ty không ngừng đào tạo và trau dồi chuyên môn cho các nhân viên của mình. Để bắt đầu, các công ty cần xây dựng và tiến hành đào tạo theo các khóa hàng tháng, sau đó cho các khách hàng biết những gì các nhân viên học được thông qua các thư tin tức hàng tháng, qua email hay qua blog. 8. Được chấp thuận và đánh giá cao. Khách hàng thích cảm giác bạn đồng ý với sự lựa chọn của họ về việc họ chuẩn bị mua cái gì. Và họ cũng thích được đề cao, coi như đó là quyền của khách hàng vậy. Không phải tất cả các khách hàng đều có những nhu cầu này, thậm chí là không có yêu cầu gì cả nếu xét trong một chừng mực nào đó. Một phần nhỏ của kỹ năng đem lại dịch vụ khách hàng tốt nhất mà chúng ta có thể là giúp bạn nhận ra những nhu cầu của từng khách hàng. 9. Mọi người mong muốn nghe câu nói vâng, tôi có thể làm được như vậy. Mọi người không muốn nghe những lời xin lỗi câm lặng. Các khách hàng ngày nay rất thông minh và hiểu biết. Họ không muốn nghe những vấn đề khó khăn của công ty bạn. Họ muốn nghe phương thức giải quyết vấn đề. Luôn có một vài giải pháp thích hợp nào đó, thậm chí cả khi không thể giải quyết được vấn đề. Bạn sẽ giành được trái tim của khách hàng với những câu nói như thế. 10. Mọi người mong muốn nghe hai chữ kỳ diệu cảm ơn. Đây luôn là âm nhạc với đôi tai khách hàng. Hãy nói thường xuyên và kèm theo đó là một tình cảm chân thật. Các khách hàng của công ty chính là những người cho phép công ty sở hữu và hoạt động kinh doanh bình thường, cũng như kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, hãy cảm ơn họ vì những gì họ đã làm cho mình. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.